suy giãn tĩnh mạch đùi mình đo ba thông số, một là cái vòng cổ chân, hai là bắp thịt dưới gối, ba là cái vòng đùi. À, giờ mình sẽ có ba dòng ha. Dạ. Rồi bạn nhờ bạn kỹ thuật đo thử để cả nhà mình có thể tự đo ở nhà để trước khi đi mua, hay là mình mua hàng online nha. Là ở cổ chân ha. Là 20 ạ. À, là trên cái mắt cá chân. Rồi. Dòng thứ hai, cái chỗ to nhất dưới đầu gối. 33 ạ. Và dòng thứ ba. Dạ 37 ạ. Rồi mình sẽ có 3 thông số và mình tra vào cái bảng ở phía sau của cái hộp. Và mình chọn các size như S, M1, M2, L và XL. Mình có những cái thông số như thế này. Có tổng cho 5 size. Có 5 size. Giá thành này sao em? Dạ, giá này hàng của Đức, thương hiệu của Đức, cái sản xuất tại Đức luôn. Giá vớ đùi là 1.100.000. Là gồm hai vớ, một đôi. Dạ, một đôi, hai cái. Rồi bây giờ bạn sẽ đeo thử xem mình tự đeo tại nhà nó có khó khăn không ha? Dạ, đeo rất là dễ dàng. Cái cách bảo quản nó thì sao em? Dạ thì mình đeo hàng ngày trong mình nó dơ thì mình giặt bằng tay và phơi trong mát. Giặt bằng tay phơi trong mát. Tuổi thọ được khoảng bao nhiêu em? Dạ tên hàng của Đức là xài được 1 năm. Bên cạnh cái vớ y khoa đùi thì mình còn có cái vớ y khoa gối, tức là dưới gối nha, và một cái vớ y khoa ở cổ chân. Thì tùy theo cái bệnh lý và cái nhu cầu mà mình có thể chọn lựa một cái phù hợp. Đó, cả nhà thấy cái dòng đường dẫn nè. Rồi mình sẽ rút vỡ cái đường dẫn ra. Với pha này thì cả nhà mình có thể đeo cả ngày. Rồi, nếu mà như đi ngủ mình cũng có thể tháo ra cho thoải mái nha. Rồi mình sẽ đeo cái thứ hai. Khi mà mình đeo qua khỏi mắt cá rồi thì mình sẽ rút cái vớ đường dẫn ra. Cả nhà thấy nếu mà như các bạn mà làm nhân viên văn phòng vẫn có thể sử dụng nó. Tại vì cái màu vớ nó phù hợp giống như cái vớ thông thường mình mặc vậy đó. Mình cũng khó phân biệt được cái vớ y khoa với vớ thông thường nha. Hòa Sơn vừa chia sẻ cái cách đeo và sử dụng vớ y khoa ở đùi ha. Cả nhà mình có thể liên lạc trực tiếp Hòa Sơn vào số điện thoại bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết và các loại vớ y khoa như ở gối và ở cổ chân nha. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.